Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ, một vài điểm có thể lên đến mức 38-39 độ. Cảnh báo nắng nóng sẽ còn mở rộng ra các nơi khác của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ thứ Ba. Còn khu vực Đông Bắc Bộ, ngày mai cũng có một vài điểm lên 35 độ là thành phố Hà Giang và thủ đô Hà Nội, các nơi khác trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Do độ ẩm cao từ 60% trở lên, vì vậy cảm giác khá oi bức vào buổi trưa chiều. Các thành phố ở Đồng Bằng và ven biển Trung Bộ ngày mai mới có ít điểm 35-36 độ như là thành phố Đông Hà và thành phố Quảng Ngãi. Còn lại hầu hết đều dưới 34 độ, trời nắng từ sáng cho đến cuối chiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dù đã vào mùa mưa nhưng những ngày gần đây thời tiết lại khá nắng và nóng. Dự báo ngày mai ở Kon Tum, Tây Ninh, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, nhiệt độ cao 35 độ, còn các nơi khác trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối và dứt nhanh. Chuyển sang thời tiết biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo ngày mai thời tiết tốt, trời nắng, gió không quá cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.